this is Carl Boy Yo, leo lên con rim giành lái trong nhà làm Úc ra đường là anh hai không thể dừng lại khi đang khoái một ga là anh vút làm quái mất trong oai biết bao em gái và muốn anh like giống như trên Facebook nhưng mà tiếc quá anh chỉ xem chủ nên sorry em trước ghé nhà thằng bạn sống cùng trong thôn rủ đi câu cá có cần hơi ngon còn không lên ca nhưng tôi lên quá cắm cần trên môi ngồi nghe nhạc chiêu tầm nửa tiếng trời xong rồi đập tay bật beat freestyle giống như kinh doanh anh em kiếm lời thằng đi ca rít thằng đi bi quay và thế là xong một sáng chủ nhật sẽ sớm thành công Rolex ngủ cực mà đáng chiều này phải ké thằng kia rủ nó làm cơ để nó nể phục thu đồ xong eo phóng rim về nhà cơ nó các thứ cùng với mẹ cha mắt lại lim dim xong lên giường và anh đi cứ gỗ tới 1:13 tiếp tục công tác trên bàn pizza để quan cầm kiếm lộ cầm cơ nha 20 điểm thằng lồn kia qua wow. Cô không cần diễn bình thường thôi ba vì đó là điều hiển nhiên mà mày ai biểu mày nhiễu anh chi giờ vậy anh nhìn phục vụ hô thật to ê tính cho thằng này bữa ra ngoài quán với phong cách người chiến thắng đẹp qua đa số với một vẻ mặt rất căng anh trở về nhà khi bầu trời đã tắt nắng mỗi ngày như thế nổ tốn và lít xăng nói chung là anh flex từ các anh di chuyển tới các anh lạng lách anh luôn luôn kỳ điểm phát trong lời nói đôi khi cười mỉm nói chung là anh chất anh 50 điểm